và các bạn, dịch tay chân miệng đã xuất hiện tại rất nhiều tỉnh thành, trong đó có cả những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Do chưa có vaccine phòng bệnh nên việc phòng tránh bệnh là vô cùng khó khăn. Nhiều bệnh nhi xuất hiện những dấu hiệu bất thường nhưng phụ huynh không hề hay biết, thậm chí để trẻ có những biến chứng nguy hiểm. Vậy, để phòng tránh và phát hiện sớm ra bệnh tay chân miệng cũng như cách điều trị bệnh như thế nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Đoàn Thị Lan, chuyên khoa nhi dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn. Dạ, câu hỏi đầu tiên mà muốn gửi đến bác sĩ là bệnh tay chân miệng ở trẻ em là gì và có những dấu hiệu nhận biết nào ạ? Bệnh tay chân miệng là một bệnh nhiễm virus cấp tính do nhóm virus đường ruột ruột gây ra. Có một vài nhóm virus đường ruột có thể gây ra bệnh này, ví dụ như nhóm Coxsackie A16 hoặc là EV71. Cái biểu hiện lâm sàng của bệnh thì rất là dễ nhận biết với những cái hồng ban dạng phồng nước, thường gặp mọc ở những cái vị trí đặc biệt là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở mông, ở đầu gối, và thông thường bệnh nhân sẽ kèm theo những cái mép miệng nữa. Và bệnh thì thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, hay gặp vào mùa hè hoặc là gần 9 đến tháng 12 hàng năm. Dạ, bác sĩ có thể chia sẻ là bệnh tay chân miệng thì lây nhiễm qua những đường nào không ạ? Virus tay chân miệng thì rất là dễ lây nhiễm qua các con đường, ví dụ như là khi tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh, dịch tiết mũi họng, hoặc là dịch từ các ngớp phỏng, hoặc là từ phân của trẻ. Và chính vì vậy nên là vào các đợt dịch ý, thì ở những cái nơi tập trung đông người hoặc các nhà trẻ mẫu giáo chính là những nơi mà có thể lây lan bệnh tay chân miệng rất là nhiều. Đặc biệt hơn nữa là có những trẻ đã khỏi bệnh rồi thì vẫn có thể lây bệnh cho những trẻ khác sau khi đã khỏi bệnh một vài tuần. Vậy thì trẻ em ở độ tuổi nào thì có nguy cơ mắc cái bệnh tay chân miệng này cao nhất ạ? Đối với bệnh tay chân miệng thì cái độ tuổi mà hay mắc nhất chính là cái độ tuổi mẫu giáo, bởi vì là ở cái độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo này thì các em bé thì tiếp xúc với các bạn khác rất là nhiều, và cái thói quen mà không vệ sinh tay hoặc là dùng chung đồ chơi ấy. Ở những em bé từ 3 đến 5 tuổi thì khá là khó cho các em bé khi là thể hiện ra là mình đang bị bệnh gì ấy, thì cái cách nào để mình phát hiện ra các bệnh sớm nhất của trẻ? Đây cũng là một cái câu hỏi mà rất là nhiều phụ huynh hỏi về cái bệnh tay chân miệng, đặc biệt là có những phụ huynh là sau khi phát hiện ra ở lớp có một vài bạn đã mắc tay chân miệng thì bắt đầu phụ huynh sẽ rất là mau mắn và không biết là làm nào để theo dõi con mình xem là con mình liệu có cái biểu hiện gì của cái tay chân miệng hay không. Thế thì khi mà con đã có cái nguy cơ tiếp xúc với những cái bạn tay chân miệng thì các mẹ nên chú ý theo dõi con rất là sát và để ý các dấu hiệu ở con. Cái dấu hiệu đầu tiên mà các mẹ có thể thấy là cần phải quan sát xem là con có sốt hay không, bởi vì sốt nó cũng là một trong những cái bệnh biểu hiện của bệnh. Cái thứ hai là các mẹ cần phải để ý xem là liệu con có cái những cái ngớp ban ở các vị trí đặc biệt hay không, bởi vì tay chân miệng nó có những cái ban nó nổi ở những vị trí rất đặc biệt, đấy là lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở đầu gối hoặc ở mông. Ban tay chân miệng nó là dạng ban dạng sẩn, hơi sẩn màu hồng, và ở giữa thì có một ít bọng nước nữa. Cái ban đấy thì nhìn rất là dễ nhận biết. Ngoài ra thì các mẹ cũng nên kiểm tra xem con mình có mép miệng hay không. Những trẻ bé hơn thì có thể không nói, nhưng mà mình sẽ thấy các con bỏ ăn và chảy dãi nhiều, thì đấy là những cái biểu hiện mà mình có thể quan sát để phát hiện sớm cái tay chân miệng ở em bé sau khi em bé đã tiếp xúc với những cái trẻ tay chân miệng khác. Vậy thì bệnh tay chân miệng thì gây ra những biến chứng nguy hiểm như thế nào ạ? Đa số các trường hợp tay chân miệng thì có thể tự khỏi sau 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên thì có một tỷ lệ nhất định trẻ có thể gặp các biến chứng của tay chân miệng. Những cái biến chứng của tay chân miệng thì có thể gặp bao gồm viêm não, căng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp. Những cái biến chứng này thì có thể gây nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong cho trẻ. Đặc biệt là những cái trẻ mà nhiễm chủng virus EV71 thì cái nguy cơ mắc các biến chứng nó cao hơn hẳn so với những cái chủng khác. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ về các mức độ của bệnh và đến mức độ nào thì trẻ cần phải nhập viện không ạ? Bệnh tay chân miệng thì có 4 độ và các độ nặng của bệnh thì sẽ tăng dần theo những cái độ này. Ví dụ như độ 1 thì được gọi là tay chân miệng thể nhẹ. Lúc này thì trẻ hầu như chỉ có tổn thương ở da và tổn thương miệng, mép miệng thôi. Độ 2 là trẻ bắt đầu có những cái biến chứng thần kinh và tim mạch, bắt đầu có biến chứng thần kinh tim mạch. Độ 3 là trường hợp bệnh trẻ đã có biến chứng thần kinh tim mạch và hô hấp nặng.
độ 4 là mà trẻ có biểu hiện của cái tình trạng sốc. Thế thì khi mà điều trị theo dõi trẻ tay chân miệng ấy, thì độ 1 trẻ có thể được điều trị ngoại trú tại nhà và theo dõi tại nhà. Nhưng từ độ 2 trở lên thì trẻ cần phải được nhập viện để theo dõi và điều trị các biến chứng nếu có. Thế thì khi mà các mẹ theo dõi con ở nhà ấy, thì có những cái biểu hiện để mình biết được là em bé cần phải nhập viện điều trị. Những biểu hiện đấy bao gồm, thứ nhất là trẻ có sốt trên 39 độ, thứ hai là trẻ có thở nhanh, khó thở, ba là trẻ, mình sẽ thấy là trẻ, các mẹ có thể quan sát được là trẻ NG, mệt mỏi, hoặc là giật mình vô cớ, hoặc là ngủ gà, hay là nặng hơn thì trẻ có co giật, hôn mê, đi đứng loạng choạng, hoặc là tím tái, vã mồ hôi, nổi vân tím. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà các mẹ khi quan sát ở nhà mà thấy con có những cái biểu hiện như thế thì nên đưa con nhập viện ngay để có thể theo dõi và điều trị tại các cơ sở y tế có đầy đủ các trang thiết bị cấp cứu cho em bé. Vậy thì điều trị bệnh tay chân miệng này thì trước khi mà nhập viện để nhờ đến các bác sĩ chuyên khoa thì có những cái phương pháp nào điều trị sớm tay chân miệng ở nhà cho các bác sĩ có thể chia sẻ với các mẹ biết được không ạ? Cái tay chân miệng ấy là một bệnh do virus, vì vậy nên là bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu, mà điều trị bệnh chủ yếu là mình sẽ điều trị triệu chứng và các biến chứng của bệnh nếu có. Khi đối với bệnh tay chân miệng thì độ 1 là chúng ta sẽ điều trị ở nhà. Khi điều trị ở nhà thì các mẹ cần phải chú ý, thứ nhất là đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ, nâng cao thể trạng cho trẻ. Thứ hai là mình phải có thể dùng các thuốc hạ sốt để điều trị triệu chứng cho trẻ, nếu như trẻ sốt nhẹ từ 38 độ 5 trở lên thì mình sẽ bắt đầu dùng thuốc hạ sốt. Vì em bé có mép miệng nên là mình sẽ phải chú ý vệ sinh răng miệng rất là tốt. Và cái cuối cùng là mình phải cho trẻ nghỉ ngơi hoàn toàn, tránh kích thích để mình có thể theo dõi được những cái biểu hiện bất thường của trẻ. Và các mẹ cũng phải nhớ mà trong khi mình điều trị như thế, mình vẫn phải liên tục quan sát con để xem liệu con mình có những cái dấu hiệu nặng cần phải đưa con đến bệnh viện hay không. Bác sĩ có thể chia sẻ cách phòng tránh bệnh tay chân miệng cho các mẹ không ạ? Tay chân miệng thì hiện tại là chưa có vaccine để phòng bệnh. Chính vì vậy nên cái biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh trong cái mùa dịch này chính là tránh việc lây lan bệnh từ người bệnh sang người bệnh. Thế thì mình sẽ phải có những cái biện pháp nào để phòng tránh? Thứ nhất là mình phải hạn chế tiếp xúc với những cái người mà mắc bệnh nếu mà không cần thiết. Vì mà ví dụ người lớn mình tiếp xúc thì có thể không mắc bệnh, nhưng mà khi mà mình về tiếp xúc tiếp tục với trẻ em khác trong nhà thì có thể lây bệnh sang cho con. Thứ hai là sau khi chăm sóc những cái bệnh nhân tay chân miệng thì chúng ta cần phải rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Thứ ba là không, khi mà kiểu chăm sóc các em bé tay chân miệng tại nhà ấy, thì mình hạn chế cái việc là mình chọc cái mắt phòng ra. Có nhiều người thì cứ chọc ra nghĩ là như thế nó sẽ nhanh lành hơn, nhưng mà như thế nó sẽ làm tăng cái nguy cơ lây lan bệnh. Khi mà trẻ bị bệnh thì nên cách ly với các trẻ khác và mình phải vệ sinh các cái đồ dùng mà em bé chạm vào, và em bé gặm chạm là mình tất cả những cái đấy mình phải vệ sinh bằng cái dung dịch diệt khuẩn để tránh lây nhiễm cho những cái bạn khác. Những cái trẻ mà đã từng tiếp xúc với những cái bạn bị bệnh hoặc là trong lớp đã xuất hiện những cái bạn bị bệnh ý, thì cần phải theo dõi chặt chẽ con ở nhà để xem liệu con có sốt hay không, có xuất hiện các nốt phỏng hay mép miệng hay không. Và cuối cùng là những trẻ mà đã bị bệnh rồi thì mình nên cần cho em bé nghỉ học đến khi khỏi bệnh thì mới tiếp tục cho đi học để tránh lây cho các bạn khác trong lớp. Xin cảm ơn những chia sẻ hữu ích của thạc sĩ bác sĩ Đoàn Thị Lan. Và bố mẹ nào còn thắc mắc về bệnh tay chân miệng xin vui lòng liên hệ đến Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn theo số hotline 0915 850 770 để được tư vấn cụ thể.